chuyện gia đình, vợ nhắn tin cho chồng yêu. Tình nguyện em sẽ ký tên vào tâm dịch cùng anh nhé. Chồng của một thầy thuốc khuyên việc em là bé con thơ. Một mình anh trong tâm dịch rất nguy hiểm đâu chuyện chơi. Chồng của băn khoăn rối bời, anh rất lo nơi hậu phương. Vợ anh thực tâm muốn đi, mọi khó khăn cùng chia đôi. Dòng tin riêng của hai người là câu chuyện đất nước tôi. Cả nhà cùng đi chống dịch theo tiếng gọi của cuộc đời. Phía sau khẩu trang có gương mặt ấy, có những tình yêu, những tấm lòng. Áo bao hồ xanh, áo người từ mẫu. Trái tim sưởi ấm mỗi bệnh nhân. Những đôi vợ chồng gác câu chuyện riêng, đi về miền xa cứu dịch cùng anh nhé. Chồng của một thầy thuốc khuyên việc em là bé con thơ. Một mình anh trong tâm dịch rất nguy hiểm đâu chuyện chơi. Chồng của băn khoăn rối bời, anh rất lo nơi hậu phương. Vợ anh thực tâm muốn đi, mọi khó khăn cùng chia đôi. Dòng tin riêng của hai người là câu chuyện đất nước tôi. Cả nhà cùng đi chống dịch theo tiếng gọi của cuộc đời. Phía sau khẩu trang có gương mặt ấy, có những tình yêu, những tấm lòng. Áo bao hồ xanh, áo người từ mẫu. Trái tim sưởi ấm mỗi bệnh nhân. Những đôi vợ chồng gác câu chuyện riêng, đi về miền xa cứu người. Phía sau khẩu trang có gương mặt ấy, có những tình yêu, những tấm lòng. Áo bao xanh, áo người từ mẫu. Trái tim sưởi ấm mỗi bệnh nhân. Những đôi vợ chồng gác câu chuyện riêng, đi về miền xa.